Hiện tại Điền đang có mặt ở đây là trên cái cục đường là có tên là tỉnh lộ 328 anh chị ha. Đây là cung đường huyết mạch từ Sài Gòn mà mình di chuyển về biển Hồ Tràm đó chị. Đó, mình đi về hướng này anh chị ha. Bảo Điền Bất Động Sản xin mến chào quý cô chú và khách hàng ha. Nay Điền có một cái sản phẩm bán nằm trên mặt tiền đường này luôn. Nói chung là vừa kinh doanh mua bán, vừa ở vừa kinh doanh được luôn chị nha. Nói chung là vị trí này thì trung tâm rồi của xã Phước Tân mình. Dạ. Có diện tích là ngang 5m, gần 200m2 ha. Có thổ cư luôn. Nói chung là giá bán cực kỳ mềm luôn chị. Với cái tài chính khoảng loanh quanh 1.5 tỷ ha, thì mình có thể là sở hữu được bất sản nằm trên mặt tiền đường này rồi. Đó, vừa kinh doanh mua bán được này, vừa đi xuống biển cũng gần nữa. Rồi trước khi review chi tiết thì Điền sẽ nói sơ về cái vị trí và cái cung đường này ha. Đường này thì Điền cũng nói đó, có nói đầu video rồi đó, tỉnh lộ 328 ha. Hướng trước mặt mình đi này là đi khoảng vài trăm mét mình sẽ đụng ngay cái vòng xuyến ha. Vòng xuyến đó là vòng xuyến Đá Bạc, Phước Tân, Hồi Bài này kia đó. Đó, mình rẽ trái là mình đi thành phố Hồ Chí Minh này, mình đi thành phố Bà Rịa này, và đi được Đồng Nai, đi được Châu Đức, đi được Phú Mỹ, vân vân. Nói chung là tuyến đường từ thành phố Hồ Chí Minh chạy về đó. Còn rẽ phải mình sẽ đi được suối nước nóng Bình Châu, biển Bình Châu này kia, đi được Bình Thuận luôn anh chị ha. Đó, di chuyển tới chút xíu thì mình dừng như là mình gặp đầy đủ tiện ích tiện nghi rồi. Ngay đầu kia là chợ Cây Điệp ha, và có là giáo xứ Hòa Sơn. Đó, nằm trên này ha. Đó, khoảng vài trăm mét thôi. Nói chung là chợ đò nằm trên đó. Có cái bảng chợ này anh chị thấy nè. Đó, cái bảng bảng hiệu chợ đó. Đó. Còn trên cung đường này thì nói chung là kinh doanh nhỏ lẻ rất là nhiều anh chị nha. Đó. Bất sản mình thì nằm trên cái tuyến đường này có 4 làn đường anh chị, tỉnh lộ 328. Còn hướng này mình di chuyển ra trung tâm huyện này, cũng như là đi được biển Hồ Tràm anh chị ha. Mình di chuyển khoảng đâu đó là 2 đến 3 cây số là mình sẽ gặp ngay vòng xuyến, vòng xoay Bà Tô, Hồ Bà Tô anh chị ha, cũng như là chợ đò và trung tâm huyện luôn á chị. Trung tâm huyện Xuyên Mộc cũng như là thị trấn Phước Bủ đó, nằm trung tâm đó luôn. Đó. Còn về đi Hồ Tràm thì nói chung là có rất nhiều hướng đi. Mình đi thẳng luôn, mình đi ngay vòng xuyến Bà Tô mình đi cũng được. Và có cung đường mới mở nằm ngay khúc cua ngay đây ha, mình đi xuống xíu thôi, khoảng vài trăm mét thôi. Là có con đường mới mở ha, đã đang làm luôn á chị. Điền bay lấy cam thì anh chị cũng đã thấy đó, đường nó phóng xong hết xuôi hết rồi, nó đang làm. Thì mình di chuyển đường đó là đi xuống thẳng xuống biển sẽ nhanh hơn á chị ha. Thì nếu mà mình đi đường làm xong, đường mới làm đó, thì mình nó làm xong thì mình đi mất đâu đó khoảng là tầm chưa tới 10 phút là mình tới biển Hồ Tràm đó chị. À, đường này là 4 làn đường á chị nha. Đó. Và bây giờ đây anh chị, bây giờ Điền sẽ quay chi tiết bất sản mình ha. Trước khi quay chi tiết thì Điền sẽ tóm tắt cơ bản cái bất sản mình trước. Bất sản mình thì đang có diện tích là ngang 5m anh chị. Giáp từ nhà này qua ha. 5m nha. Giáp này qua đây. Nói chung là ranh mốc rõ ràng, gia chủ mình đã bán tọa độ rồi ha. Đây sổ riêng anh chị nha. Và chiều sâu vào trong á là sâu 41m. Đó, có tổng diện tích là 190 mấy m2, nói chung là gần 200m2 anh chị nha. Và có sẵn là 50 thổ cư đất ở. Đó. Và đang có hướng là hướng tây anh chị nha. Bất sản mình thì gia chủ mình đang cần bán là 1.550.000.000 anh chị ha. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng, nhưng mà gia chủ mình đưa giá sát anh chị, chắc là có thể là bớt khoảng tiền chục thôi. Tiền trăm là gia chủ mình không bán nha, bớt tiền trăm là gia chủ mình không bán. Đây nói chung là có một bất sản nằm đây nữa, nói chung là Điền cũng chưa kịp quay nữa mà bán mất tiêu rồi. Hiện cái bất sản này thì có diện tích là ngang 6, diện tích cũng sâu tương tự, có 50 thổ cư luôn. Thì bán tài chính rồi anh chị, bên này bán tài chính rồi nha, giao dịch rồi. Điền cũng tính là quay một lần để bán hai mảnh luôn đó, nhưng mà mảnh bên này bán mất tiêu rồi, bây giờ còn mảnh này anh chị. Đó, bây giờ Điền sẽ đi vào sâu chi tiết với bất sản mình đó. Đây anh chị, bất sản mình thì nói chung là hồi trước gia chủ mình có ở đây, nói chung là cũng có cái nhà cấp 4 nhỏ nhỏ, cái nhà nhỏ đó. Và bây giờ gia chủ mình bán, mình đi chỗ khác ở rồi, và cũng đập hết mấy cái này rồi anh chị, đập cái nhà này đi rồi anh chị ha. Đó. Và có vướng là những cái này chỗ này. Nói chung là hồi trước chắc cũng có nuôi heo anh chị, có nuôi gia súc, gia cầm đó, chuồng trang trại này kia. Thì
ngay ngay cái vạch đó ha, nói chung là thẳng lui luôn, đất mình vung vứt cái gì à. Nói chung là cái mặt tiền này mình vừa ở vừa kinh doanh được luôn gì nha. À, ở sau thì sau này thì đang hàng xóm đang trồng nhờ những cái cây này kia, nha đam chuối này kia, à, đất rất là tốt luôn chị này. Đó. Nó xã mình đang đất trống thôi và có mấy cây cối thì hàng xóm trồng thôi. Nói chung là hàng xóm này cũng là anh em trong nhà đó chị ha. À, rành mình sẽ lui tới đâu đây? À, cái rành đâu? Như cái ở sân sau thì chưa xịt sơn chị ha. Chưa có xịt rành sơn ở đây. Nói chung là mình mua thì gia chủ mình sẽ bắn lại tọa độ, đo đạc này kia ha, cho đủ diện tích để giao cho mình anh chị ha. Thì nói chung là hầu mình cũng 5 mét. Đó. Hiện tại là tường bao quanh đất rồi ha. Đó. Tường bao đã bao quanh đất rồi. Hình như tường này là tường của mình luôn anh chị. Tường của mình luôn nha. Đó. Đất thì gần 200 mét vuông. Nó thực sự ra mà để mà có cái tài chính 1 tỷ 550 này mà để mà mua cái bốn sản nằm trên mặt tiền tỉnh lộ 328 này thì bây giờ hiện tại là đang còn duy nhất cái lô này thôi anh chị. Đó. Nếu cô chú nào mà muốn mua bán kinh doanh trên mặt tiền này đó thì nên cân nhắc cái bốn sản này anh chị nha. Còn đúng lô này thôi anh chị. Không có lô nào mà với tầm giá khoảng 1,5 tỷ này cả. Đó. Đường xá anh chị thấy nè, xe cộ này kia đó chạy rất là tấp nập. Bốn sản này mà dỡ cái rào và xây xây dựng này kia lại ha, bao lại thì quá đẹp luôn hả chị. Với cái vị trí này trung tâm rồi à, trường học, ủy ban này kia. Nói chung là bán kính khoảng 500 mét, bán kính khoảng 500 mét là mình có thể sở hữu được đầy đủ cái tiện ích tiện nghi rồi, như chợ đò, trường học các cấp, giáo xứ này kia ha, đầy đủ à. Từ Sài Gòn mà cô chú gì di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó là 2 tiếng đồng hồ mình đi cao tốc đó chị ha. Nếu mà chạy nhanh thì 2 tiếng, mà chạy vừa vừa thì khoảng 2 tiếng rưỡi. Còn mà cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu mà làm xong nữa thì mình sẽ di chuyển về chắc khoảng tầm độ tầm 1 tiếng rưỡi thôi anh chị. Xuống ngay vòng xoay Hòa Long đó, chạy xuống đây, chạy rất là gần luôn. Rồi bây giờ Điền sẽ tóm tắt lại bốn sản này một lần nữa ha. Bốn sản mình đang có diện tích là 5 ha và sâu là 41, sổ riêng đang có sẵn là 50 thổ cư anh chị. Nói chung phủ hồng toàn bộ mình có thể lên thêm ha, gần 200 mét vuông đó, và đang giá đang cần bán là 1 tỷ 550 triệu đồng anh chị ha, 1 tỷ 550 triệu đồng nha. Đó. Rồi có gì nào qua thiện chí thì quan tâm liên hệ Điền nha, thiện chí nữa mình sẽ có gặp chủ trực tiếp để thương lượng thêm cái phần giá. Cô chú anh chị đừng quên đăng ký kênh của Điền ha, để được đón xem những video clip mới nhất. Và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau. Xin chào.